everyone, tôi đang có mặt ở chợ đêm của Hội An và hôm nay đang thử một vài cái món ăn của phố Hội An xem thế nào nhé. Đây là quán Văn Huy và đây là các món nướng. Tôi đã đặt thử một cái này. Vừa mới nướng xong, mì chua rất là ngon và nước chấm này là nước chấm kiểu đặc trưng riêng của Hội An. Tôi sẽ thử nước chấm ngọt. Ở Hội An, bạn có thể ăn đêm ở ngoài phố, có rất nhiều loại đồ ăn để bạn lựa chọn. Ăn xong là bạn đã có thể vào bar để quẩy rồi. Đây là phố Phạm Hồng Thái, một con phố rất là ngắn thôi, chỉ có khoảng độ 200m thôi. Nhưng mà có đến cả mấy chục cái hàng ăn như thế này. Sự lựa chọn rất là thoải mái, sung sướng. Ở đây có đầy đủ các cái món ăn từ bò, gà, rồi thì phở, miến, cơm, tất cả mọi thứ là đều có ở đây, con phố Phạm Hồng Thái của Đà Nẵng. Sau khi rời phố cổ Hội An, chúng tôi nghỉ đêm tại thành phố Đà Nẵng và con phố mà chúng tôi chọn là Phạm Hồng Thái. Nơi đây có các khách sạn rất gần với các quán ăn như thế này. Có rất nhiều loại đồ ăn để bạn có thể lựa chọn.